Chuyện hai người đàn bà. Phần 2: Người đàn bà đơn thân. Tác giả: Đinh Tiến Hùng. Giọng đọc: Đào Kim Oanh. Tháng 10 năm 2018, tôi đăng chuyện người đàn bà nhẫn lên Facebook. Nhiều bạn hỏi: "Thế cô Hường thế nào?" Thú thật, thời điểm đó lúc đăng bài, tôi chưa gặp cô Hường và không biết cuộc sống, hoàn cảnh, công việc của cô thế nào. Sau này có việc ra thành phố vài lần, tình cờ gặp lại các đồng nghiệp cũ. Trong câu chuyện, tôi biết cô Hường giáo viên tiểu học, một mẹ một con, đã nghỉ hưu, chuyển về quê Vĩnh Phúc. Nghe đâu cô ấy đã lấy chồng. Bạn tôi giới thiệu tôi đến gặp người bà con của cô Hường ngay thành phố, và tôi xin chuyển được số điện thoại của cô Hường. Tôi gọi cho cô Hường, giới thiệu tên, nghề nghiệp, địa danh nơi tôi ở trước khi tôi nghỉ hưu và câu chuyện người đàn bà nhẫn tôi đã viết, đăng lên Facebook. Tôi xin phép cô được tìm hiểu về phần cuộc sống, công tác của cô và cháu để viết tiếp phần câu chuyện tôi đã viết. Cô vui vẻ nhận lời và sẽ kể cho tôi nghe về cô và mời tôi về nhà cô chơi. Chuyến xe khách đưa tôi qua ngoại ô thành phố Vĩnh Yên. Tôi xuống xe ngay cổng nhà cô Hường. Cô Hường đón tôi ở sân. "Em chào anh, mời anh vào nhà ạ." Căn nhà xây kiểu nhà vườn, trước nhà khoảnh sân rộng, bên phải là vườn rau, các luống rau được ngăn bằng lối nhỏ xây gạch ba tanh. Tôi thấy có rau muống, dền tím, dền gai, mùng tơi, cà giòn, cà tím, luống đậu đũa, giàn mướp, mấy cây ớt, khoảnh hành củ, có cả hành lá, ngải cứu. Bên trái mấy luống hoa đã ra hoa đủ màu sắc, có loài đang chờ vụ hoa. Hường pha trà, bộ khay chén sáng loáng như vừa được đánh rửa. Cô tráng ấm bằng nước sôi, đủ thời gian làm nóng ấm, cho chè rồi pha nước. Tôi đang định giới thiệu và nhắc lại chuyện tôi đã gọi điện thoại cho cô, thì cô đã nói: "Anh không khác mấy nhỉ, chỉ trông anh mập hơn xưa." Tôi ngạc nhiên: "Ơ, thế chúng ta đã gặp nhau?" Cô nói: "Anh không nhớ em chứ em vẫn nhớ. Hồi anh ở phòng giáo dục năm 1986, đoàn công tác của phòng giáo dục sang trường em kiểm tra chuyên môn khối cấp 2. Anh là tổ trưởng dự giờ, kiểm tra hồ sơ môn toán lý. Cô Ngân, giáo viên trẻ ở về trường được 3 năm, nói với em: "Anh dự giờ và kiểm tra hồ sơ của nó và đánh giá loại giỏi." Trước đó tổ chuyên môn và trường đánh giá chuyên môn của nó chỉ loại trung bình. Sau năm sau nó được chuyển trường và làm tổ trưởng, mấy năm sau lên hiệu trưởng. Nó bảo có thể anh đã giúp nó. Tôi nhớ lại chuyện đó và nói với Hường: "Tôi chưa bao giờ làm ở phòng giáo dục. Hàng năm phòng giáo dục tổ chức các đoàn công tác đến các trường đều lấy giáo viên các trường khác tham gia. Còn việc của cô Ngân tôi không giúp, tôi chỉ phản ánh năng lực chuyên môn của cô ấy bằng hồ sơ chuyến công tác và phát biểu trong cuộc họp tổng kết đợt công tác thôi." Tôi đề cập đến việc viết tiếp câu chuyện liên quan đến câu chuyện người đàn bà nhẫn. Cô Hường mời tôi uống nước và cô cũng nhấp một ngụm trà. Nhìn cách cô nhấp trà, tôi biết cô là người hiểu trà. Cô bắt đầu kể: "Năm 1979, vừa tròn 19 tuổi, em tốt nghiệp sư phạm cấp 1 của tỉnh, lên huyện mình công tác. Tuy phải xa nhà, xa mẹ hơi buồn, nhưng tuổi trẻ hừng hực, sức sống nhiệt huyết. Bước chân đi đầu không ngoảnh lại, em được phân công về xã Nậm Rong. Nậm Rong tuy là xã sát quốc lộ, nhưng trung tâm xã lại cách đường 5 cây. Đường vào xã là đường dân sinh, xe ô tô không vào được. Từ trung tâm xã đến các thôn bản chỉ đi bộ. Dân số ít, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở rải rác, chia thành 10 thôn. Từ chỗ em ra đường lớn mất 5 cây, ra huyện đi 30 cây nữa. Từ khi em nhận công tác đến khi em chuyển vùng, em chỉ đến huyện 2 lần. Lần đầu nhận công tác, lần 2 làm thủ tục chuyển vùng. 3 năm học đầu, em dạy ở điểm trường chính. Đến năm học thứ 4, trường chuyển em vào điểm trường lẻ theo quy định luân phiên. Điểm trường lẻ cách trung tâm 3 cây. Câu chuyện tày đình xảy ra ở năm học này anh ạ. 9 đứa con gái chúng em cùng lên huyện mình, dạy học thì 8 đứa dạy ở các trường, có các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn. Nên đến năm thứ 3, chúng nó lấy chồng hết, chỉ còn mỗi mình em.
Cùng lúc đó, hạt kiểm lâm huyện điều một anh bộ đội vừa ra quân đến xã em lập trạm. Trạm là căn nhà đất vách nứa đơn sơ. Trạm của anh ngay ở cửa rừng, cách lớp em 20 mét. Hàng ngày hàng xóm của em đi kiểm tra rừng, đến hai xã bên cạnh hoặc làm việc ngoài ủy ban xã. Qua anh nói chuyện, em biết anh có vợ và hai con. Chiều thứ bảy là anh nhờ em trông giúp cái trạm của anh. Trạm có gì đâu. Phải trông hả anh? Có cái tủ ba ngăn không cánh xã cho, một cái giường tre ọp ẹp, một cái ấm đun nước, một cái nồi nấu cơm, một cái xoong thức nấu thức ăn. Mấy ngày đầu mới đến trạm, anh tự nấu ăn. Sau em bảo anh để em nấu chung. Anh đưa gạo, đưa tiền ăn cho em. Như anh biết đấy, lúc đó nhà nước quản lý lương thực thực phẩm, đất nước khó khăn, mọi nhà đều nghèo, đều thiếu thốn. Em bảo anh ấy chỉ đưa đủ lượng thực lương thực những bữa em nấu, còn tiền thì em không nhận vì rau em trồng được. Bữa ăn toàn rau với canh rau, thi thoảng vào bản mua được con gà, con vịt, mổ thì hôm mấy là cỗ. Anh sống rất mực thước, chăm chỉ, hiền lành. Anh là người yêu thương vợ con, nhiệt tình công tác và có trách nhiệm trong công việc. Con gái ngoài 20 tuổi, sống nơi heo hút thui thủi, chỉ buổi sáng cùng với đám học sinh nhí nhảy tí là vui. Ngày lại ngày công việc cứ lặp đi lặp lại. Các anh giáo viên trong trường em đều có gia đình cả. Trai bản thì đi bộ đội, đi công tác. Chỉ có mấy cậu trai trai không việc làm. Anh ạ, có ngày chủ nhật em không nhìn thấy người nào qua trường. Có đợt em nghe nói xe bộ đội lên biên giới nhiều lắm. Em đi bộ ra quốc lộ, thấy từng đoàn xe chở bộ đội lên phía Bắc. Em vẫy các anh vẫy lại, trêu đùa em thấy vui. Thương canh quá, lên biên giới là khổ, là trận mạc, thương vong. Đoàn xe đi hết, em lại thui thủi về trường nằm khóc. Các anh bộ đội chịu bao nhiêu gian khổ, nhưng có đồng đội bên cạnh, em chỉ có một mình. Em lại nhớ mẹ, nhớ nhà. Em chỉ mong có một phép màu nào đó, có một đơn vị bộ đội đóng ở xã em đang dạy học. Em cần một chỗ dựa, một bờ vai. Em khao khát yêu đương. Em khao khát vòng tay người đàn ông ôm em thật chặt. Em không có người yêu ngóng đợi, mong chờ. Em không có những cánh thư mang thông điệp yêu đương. Em không có những lời yêu thương ngọt ngào đôi lứa. Em không có những nụ hôn cháy bỏng đầu đời. Chỉ có mùi mồ hôi anh ấy mà làm em mê mẩn. Tiếng cựa mình cố đi vào giấc ngủ của anh. Em ôm anh, nước mắt em trào ra. Hết phần 2. Mời các bạn đón nghe phần 3 vào sáng ngày hôm sau.